Liverpool đề nghị hỏi mua Mbappe. Liverpool đã đưa ra đề nghị hỏi mua Kylian Mbappe đối với Paris Saint-Germain. Mbappe là một trong những ngôi sao sáng danh nhất của bóng đá thế giới đương đại. Tuy mới 21 tuổi, nhưng Mbappe đã đầu quân cho PSG với bản hợp đồng trị giá lên tới 180 triệu euro và liên tiếp duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp trong 4 năm qua. Mùa trước, thần đồng người Pháp ghi tới 39 bàn sau 43 trận. Mùa này sau 28 trận, anh đã ghi được 24 bàn. Bởi vậy, mặc dù đang khoác áo đội bóng thuộc dạng chọc phú, Mbappe vẫn nằm trong tầm ngắm của hàng loạt các ông lớn, trước là Real Madrid và hiện tại là Liverpool. Theo tờ The Marquez, Liverpool thậm chí đã đưa ra lời nghị hỏi mua Mbappe với PSG. Trong bối cảnh cầu thủ này chỉ còn hợp đồng đến 2022, không hào nhoáng như Real Madrid, nhưng Liverpool chắc chắn là lựa chọn hấp dẫn bậc nhất dành cho Mbappe. Giờ Klopp đang trở thành một thế lực thống trị thực sự, không chỉ tại Anh mà trên toàn châu Âu trong vòng 7 tháng qua, khi lần lượt giành danh hiệu Champions League, siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup và thống trị tuyệt đối ở ngoại Anh mùa này. Hiện tại trên hàng công của Liverpool đã sở hữu bộ ba Mane, Salah và Firmino thi đấu rất hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu đồng bộ, hài hòa, ăn ý lẫn đẳng cấp. Tuy nhiên, nếu có Mbappe, giờ Klopp sẽ có được sự chuẩn bị cho tương lai lâu dài, tương tự thành công của Barca có với Messi và Real Madrid có với Ronaldo. Tương lai của Favre phụ thuộc vào Hummel. Huấn luyện viên Lucien Favre đã ngày càng phải chịu nhiều sức ép sau những thất bại liên tiếp gần đây của Dortmund. Hết bị Bremen loại khỏi quốc gia Đức, thầy trò huấn luyện viên Favre lại để thua Leverkusen 3-4 ở Bundesliga. Các tờ báo Đức đồng loạt báo động nguy cơ bị sa thải của Favre. Theo đó, tờ Berlin phân tích nguy cơ ấy có thành sự thật trong thời gian tới hay không phụ thuộc rất nhiều vào trung vệ Mark Hummel. Thứ nhất, tương lai của Favre phụ thuộc rất nhiều vào việc ông ấy có thể chỉ đạo Hummel sửa sai cho hàng thủ của Dortmund trong phần còn lại của mùa giải hay không. Hàng thủ của Dortmund đang trải qua mùa giải tệ hại. Tính trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa, Dortmund đã có tới 8 trận phải nhận từ 3 bàn thua trở lên mỗi trận. 3 trận sân khách gần nhất trên mọi đấu trường, Dortmund phải nhận tổng cộng 10 bàn thua. Với 23 bàn thua ở Bundesliga sau 21 vòng đấu, Dortmund hiện có thành tích phòng ngự tệ nhất trong 12 năm trở lại đây. Hummel kể từ khi được kéo lại từ Bayern Munich luôn giữ vai trò thủ lĩnh hàng thủ của Dortmund. Sẽ rất khó để huấn luyện viên Favre giữ ghế nếu ông không thể kích hoạt sức mạnh của hàng thủ, nhất là trong những thế mạnh của Hummel nói riêng. Thứ hai, tương lai của Favre phụ thuộc đáng kể vào việc ông có tìm được tiếng nói chung với Hummel ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ hay không. Sau trận thua Leverkusen 3-4, Hummel đã thể hiện thái độ bất đồng quan điểm với chiến thuật của Favre. Nếu không thể giải quyết mâu thuẫn với Hummel, Favre rất dễ mất kiểm soát phòng thay đổi của Dortmund. Paris Saint-Germain tính gây sốc cuống hàng của MU. Paris Saint-Germain đang lên kế hoạch chiêu mộ thủ thành Dean Henderson, người hiện đang thi đấu cực kỳ ấn tượng trong áo Sheffield United theo dạng cho mượn từ Manchester United. Henderson được đánh giá là một trong những thủ thành hay nhất ở Premier League mùa này. Khi anh trở thành chốt chặn vững chắc ở khung gỗ, góp công rất lớn giúp Sheffield United xếp thứ 5 ở bảng xếp hạng, kém nhóm dự Premier League mùa tới đúng 2 điểm. Chính điều này khiến MU bị thất hụt hoàn toàn và họ coi anh là sự thay thế hoàn hảo cho David De Gea trong tương lai gần. Dù vậy, nếu trở thành quỷ đỏ vào cuối mùa giải này, Henderson khó lòng có thể cạnh tranh nổi suất đá chính với De Gea do người gác đến 29 tuổi vẫn còn tới 3 năm hợp đồng. Tận dụng điều này, PSG đang lên kế hoạch đưa Henderson sang Paris vào mùa 2020 với mục tiêu nâng cấp đội hình bằng các sao trẻ tài năng. Nếu tới PSG, khả năng ra sân thường xuyên của Henderson chắc chắn lớn hơn ở MU. Ngoài Paris Saint-Germain, cả Chelsea lẫn Tottenham cũng đang theo dõi nhất cử nhất động của Henderson. Với Chelsea, huấn luyện viên Frank Lampard vẫn khát khao có thêm một thủ môn chất lượng nhằm tạo sức ép, động lực lên Kepa, người đang sa sút trầm trọng trong thời gian qua. Trong khi đó, Tottenham của Jose Mourinho cũng sẵn sàng chuẩn bị cho một sự thay máu ở khung gỗ mùa hè 2020. Do Hugo Lloris đã 33 tuổi, Henderson hứa hẹn sẽ là người kế tục dài hạn nếu anh gia nhập Spurs. Mùa này, Henderson đã ra sân tổng cộng 26 trận cho Sheffield United trên mọi đấu trường, giữ sạch lưới 9 trận, nhận 22 bàn thua. Fabian Rui, báo vật của Napoli. Phút thứ 57 trên sân của Inter Milan và sáng tháng qua, Fabian Rui thực hiện pha phối hợp bật tường một chạm với Di Zolendo trước vòng cấm của Inter Milan, rồi táo bạo cắt ngang hàng thủ của đối phương trước khi tung ra cú gỡ lòng chân trái kỹ thuật và góc cao của khung thành mở tỷ số cho Napoli. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu lượt đi bán kết Coppa Italia và dạng sáng qua. Khoảng khắc chói sáng mang về chiến thắng quý giá đó một lần nữa cho thấy Fabian được ví như báu vật tại sân San Paolo.
Fabian Ruiz thực ra không được nhiều sự chú ý khi gia nhập Napoli vào năm 2018 từ Betis. Việc một cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đến thi đấu ở Serie A cho thấy anh không được đánh giá cao ở xứ sở bò tót, ít nhất là không nằm trong tầm ngắm của các ông lớn. Tuy nhiên, Ruiz đã vượt lên trở thành một ngôi sao thực sự trên đất Italia, điều rất hiếm thấy trong nhiều năm qua, thậm chí là cả ở lịch sử bóng đá. Có thể nói Fabian đang là ngôi sao số 1 của Napoli. Đó là sự trỗi dậy thật quý giá đối với đội bóng này khi những ngôi sao từng làm nên thành công cho họ trong những năm qua như Dries Mertens, Lorenzo Insigne và Valdes Hamsik đều đã lúng tuổi hoặc rời câu lạc bộ. Fabian Ruiz đang là viên gạch móng để tạo nên một thế hệ tài năng mới cho Napoli. Fabian không được chú ý khi thi đấu ở Tây Ban Nha, cụ thể trong màu áo Real Madrid. Tuy nhiên giờ Barca, Atletico Madrid, đặc biệt là Real Madrid đều rất muốn tiền vệ 23 tuổi này trở lại Tây Ban Nha. Nhưng Napoli sẽ quyết giữ báu vật của mình đến cùng. Sau gì ấy, Chelsea tiếp tục săn Sancho, Dembele để cải tạo hàng công. Những nguồn tin thân cận khẳng định, sau khi chiêu mộ thành công Hakim Ziyech từ Ajax Amsterdam, ban lãnh đạo Chelsea vẫn chưa dừng lại khi tiếp tục công cuộc săn lùng ra đồn Sancho của Dortmund và Moussa Dembele của Lyon. Ngày hôm qua, trang chủ của Chelsea xác nhận đã chiêu mộ thành công tiền vệ Ziyech từ Ajax Amsterdam với giá 40 triệu euro, cộng thêm 4 triệu euro biến phí. Chelsea đã đạt thỏa thuận với Ajax Amsterdam để chiêu mộ Hakim Ziyech vào mùa hè 2020. Ziyech sẽ ở lại đội bóng Hà Lan trong phần còn lại của mùa giải. Website của Chelsea đăng tải, cầu thủ người Maroc là ngôi sao thuộc chân trái, có thể thoải mái chơi bên cánh phải và đột phá vào trung lộ. Trong đội hình của Ajax, Ziyech có biệt danh là phù thủy thành Amsterdam. Cầu thủ 26 tuổi được đánh giá sẽ là bản hợp đồng chất lượng, bổ sung cho mặt trận tấn công của đội chủ sân Champions League vào mùa tới. Ziyech là bản hợp đồng đầu tiên trong thời đại của huấn luyện viên Frank Lampard. Chiến lược gia người Anh và ban lãnh đạo Chelsea đã cho thấy sự chủ động của mình trong kế hoạch cải tổ đội bóng của mùa giải tới. Ngoài Ziyech, The Blue đang nỗ lực để đưa về những mục tiêu mà họ nhắm đến trong suốt thời gian qua là Jadon Sancho của Dortmund, Jude Bellingham của Birmingham, Moussa Dembélé của Lyon. Có thể thấy những mục tiêu mà Chelsea đang nhắm đến cùng đội hình hiện tại, huấn luyện viên Frank Lampard đã thực hiện cách mạng trẻ hóa đội hình có chất lượng, có khả năng cạnh tranh cùng Man City và Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Điều này đồng nghĩa với việc những lão tướng như William 31 tuổi, Pedro 32 tuổi gần như không có cơ hội ở mùa giải tới. Raiola thừa nhận Pogba sắp rời MU, có thể đến Juventus. Mino Raiola, người đại diện của tiền vệ Pogba, vừa thừa nhận với trang chủ Manchester Evening News rằng cầu thủ người Pháp có thể rời Old Trafford và cũng tiết lộ Juventus chính là điểm đến tiềm năng. Pogba không ngần ngại để trở lại Juventus vào mùa tới. Mino Raiola xác nhận Italia như ngôi nhà thứ hai của Pogba. Cậu ấy không có vấn đề gì nếu đánh ngộ với Juventus và chúng ta sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra sau Euro 2020. Người đại diện của tiền vệ người Pháp chia sẻ với các phóng viên sau trận Juventus ở AC Milan vào hôm thứ năm vừa qua. Pogba muốn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, nhưng cậu ấy khó có thể rời MU nếu họ gặp khó khăn. Tôi luôn muốn các cầu thủ cảm thấy hạnh phúc và mong đợi các câu lạc bộ vui. Tôi không muốn làm điều gì đó trước những gì có thể xảy ra vào mùa hè. Pogba cần phải thoải mái, sau đó tôi mới có thể tác động để hai bên cùng thoải mái. Nếu hai bên không hài lòng, có nhiều cách để giải quyết, nhưng đó không phải là lúc để nói chuyện hôm nay. Tôi không dám chắc điều gì, chỉ có một điều chắc chắn là trong cuộc sống, bạn chẳng thể biết khi nào chết cả. Hôm nay bạn không vui bởi vì bạn không thi đấu, nhưng cậu ấy sẽ trở lại MU khi rất nhiều người nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm thế, mọi người đã quên điều đó. Hiện tại Pogba đang trong giai đoạn dưỡng thương, tiền vệ người Pháp mới thi đấu vỏn vẹn 512 phút trong MU mùa này với 3 lần kiến tạo thành bàn. Trước sự đóng góp quá ít ỏi của Pogba, không ít câu lạc bộ quỷ đỏ đã yêu cầu ban lãnh đạo bán tiền vệ 26 tuổi này. Roberto chứng lại để chứng tỏ sức mạnh của Lazio. Từ 2 tháng qua, chân truyền số 1 của Serie A, Luis Roberto với 11 đường kiến tạo thành bàn, chưa có bất kỳ đường truyền thành bàn nào. Vẫn chưa có ai đuổi kịp tiền vệ của Tây Ban Nha. Nhưng quan trọng hơn cả là Lazio không hề có dấu hiệu đối về ý tưởng tấn công. Roberto được ca ngợi lên mây sau đường truyền dài như con mắt giúp Milinkovic-Savic ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-1 trước Juventus vào đầu tháng 12. Nhưng kể từ pha phất bóng thiên tài đó, Roberto đã không có bất kỳ đường truyền thành bàn nào ở Serie A trong 7 trận liên tiếp mà anh ra sân. Trong 7 trận nói trên, Lazio thắng 5, hòa 2 và ghi được 15 bàn thắng. Rốt cuộc sự im lặng của Roberto không ảnh hưởng đáng kể đến thành tích của Lazio, cho thấy sức mạnh hàng công của đội bóng thủ đô tiềm năng như thế nào. Lazio đã lộ diện là ứng cử viên vô địch. Tất cả các đối thủ đều chơi thận trọng, khiến đại bàng không còn thường xuyên được chơi tấn công, khiến khả năng phát bóng của Roberto bị hạn chế.
Nhưng trong thời gian đấy, Francesco Acerbi và kể cả Ciro Immobile đã thay thế Alberto là nhiệm vụ kiến tạo. Huấn luyện viên Simeone Inzaghi đã chuẩn bị rất kỹ phương án khi Alberto không thể tỏa sáng. Lazio không hề phụ thuộc vào tài năng sân bàn của Immobile cũng như khả năng kiến tạo của Alberto. Đó là lý do đội quân của huấn luyện viên Inzaghi rất nguy hiểm và khó lường trước mắt là trận đấu đại chiến gặp Inter Milan vào đêm chủ nhật tới.